mì với nhỏ cái là anh em. Tại núi từ anh đọc được à? Anh đọc được à? Hay là anh xem đây? Đọc được chứ. À thế à? Học đâu đấy? Dạ. Anh học đâu đấy? Em học tiếng Nhật. À ha. À. Tên em là gì? À, cháu tên là Thành. Họ tên đầy đủ. À không, không phải cho cháu, đây là cho người yêu. Người yêu tên là gì? À, tên là Corinna, tên tên Tây. Tên Tây thì thôi, tưởng tên gì vậy? Chúc may mắn đấy nhá. Dạ vâng. Chính thức lại nhà. Chữ Đạt này là trong chữ Hữu Đạt, bạn bè. À. Chữ Hán thì nó chữ Phồn Thể này nó có ba chữ Đạt. Có rau đạn rồi nó có chữ đạn là một chữ đạn viết kiểu khác thì vậy thì cái chữ kia viết kiểu khác ấy, thì nó đồng nghĩa với chữ đạn này, còn cái chữ đạn mà nó có bộ thảo đó là nó là cái rau đạn thế thôi. Người Hán nó chỉ có ba chữ nữa. Chữ thì dễ thôi nhưng mà viết được như các ông này mới là khó chứ còn còn chữ thì nó là dễ đâu. Vật lột một con chữ không. Vâng, có nghĩa là để viết được như này thì rất là khó. Để đọc được thì lại đơn giản. Người Trung Quốc có một cái thành ngữ này. Bút này của người ta sinh ra bút lông này của người ta. Thư pháp này là của nhà người ta. Mà người ta bảo như này. Kẻ nào cầm được bút lông kẻ ấy không sợ đói. Và em vẫn đang đói đấy ông ạ. Tối giờ chưa ăn. Đói là đấy là bây giờ mới cái gì cái game của nhà em nhà cháu trong được hôm nay có game của em đây cơ mà không biết cho mượn lúc nãy ông trưởng cầm lên đây tôi đã đặt lên đây rồi để em xem lại có ở trong trong hộp không hộp. À, đã mất rồi. Xuống
风自反风自 Stewards 的周围出西大没有西大有区域là bây giờ trước đây là tôi hay viết tiếng Đàn này, nhưng bây giờ tôi viết tiếng Đàn thì kia dương đại từ đại dương dương không phải thổ dương nữa, con thổ dương con dê này là con dê lớn không phải nó cũng có những cái sự buồn cười của nó mà mình không thích này thì con dê nó lại lúc đầu ở đất thế bảo thế cho nên là biết mình thiết tự ra đấy thì mình không thích đó, viết tiếng đại dương được nha lớn đại dương là con dê lớn. Mà cái phẩy của nó cái con bát ấy, nó treo ở đây đẹp, nó treo lên một chút. Là sao em biết giống bát là nó treo ấy mình xử lý ấy, nó đỡ bị vụn như thế này. Rồi. Mình xử lý cái ấy mình cảm thấy rằng hay hơn, nó đẹp hơn. Rất nhiều chữ ít nét mà viết rất là khó. À bác ơi, nghĩa này nghĩa cái gì đấy? Là Xuân Đinh Dậu may mắn mà. Dạ vâng. Xuân Đinh Dậu cắt tường. Lời chúc mà. Dạ vâng. Cái thằng Đại Dương ấy, nó là một chữ đạt cổ. Because it says here. This one is dumb.